Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan nước này cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 2,34 triệu xe ô tô, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản công bố, số xe ô tô xuất khẩu của nước này trong cùng thời kỳ là 2,02 triệu chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lần đầu tiên số xe ô tô xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, đứng đầu thế giới. Trong quý 1 năm 2023, Trung Quốc cũng đã lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản về xuất khẩu ô tô theo quý. Trước đó, Trung Quốc đã lần lượt vượt Hàn Quốc và Đức, trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn thứ 3 và thứ 2 thế giới vào năm 2021 và 2022. Ngoài sự gia tăng về số lượng, cơ cấu xuất khẩu ô tô của Trung Quốc cũng đang có những thay đổi. Thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy, khối lượng xuất khẩu xe của nước này đã tăng 74,1% trong 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị xuất khẩu tăng đến 118,5%, cho thấy xu hướng tăng trưởng giá trị gia tăng của xuất khẩu. Tại nhà ga ô tô quốc tế Hải Thông ở khu vực cảng ngoại Cao Kiều của Thượng Hải, hàng trăm ô tô sản xuất trong nước xếp thành hàng dài, sẵn sàng được đưa lên các tàu chở hàng để vận chuyển đến châu Phi. Trung bình mỗi ngày có 2-3 chuyến tàu chở ô tô xuất bến tại đây. Kể từ đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu ô tô sản xuất trong nước tại cảng Thượng Hải đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Từ tháng 1 đến tháng 7, hơn 1 triệu chiếc đã được xuất khẩu qua cảng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu các loại xe sử dụng năng lượng mới cũng tăng trưởng đáng kể, với mức tăng trưởng hơn 100%. Chỉ mới vài năm trước, nỗ lực mở rộng ra thị trường nước ngoài của ngành ô tô Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn. Năm 2015, Trung Quốc xuất khẩu chưa đến 375.000 ô tô mỗi năm, ít hơn Ấn Độ và bằng lượng xuất khẩu của Đức và Nhật Bản trong một tháng. Nhưng tình hình đã thay đổi từ năm 2020. Năm 2021, Trung Quốc xuất khẩu gần 1,6 triệu ô tô. Đến năm 2022, họ bán ra nước ngoài 2,7 triệu xe. Doanh số quốc tế dự kiến sẽ tăng hơn nữa vào năm nay. Tính trung bình, mỗi ngày hơn 10.000 chiếc xe được bán ra nước ngoài trong nửa đầu 2023. Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất toàn cầu là hoàn toàn có thể đoán trước. Có hai nguyên nhân chính khiến xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tăng mạnh trong năm nay. Thứ nhất, đó là nhờ doanh số bán xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống tăng đáng kể tại thị trường Nga. Thứ hai, số lượng xe năng lượng mới xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Đông Nam Á ngày càng tăng. Kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, trước áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều hãng xe nước ngoài đã rút khỏi thị trường Nga. Các tập đoàn đa quốc gia đình đám như Honda, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Ford, General Motors đã tuyên bố tạm dừng xuất khẩu ô tô sang Nga. Renault thậm chí còn bán toàn bộ tài sản của mình tại Nga. Không bỏ lỡ cơ hội này, các công ty ô tô Trung Quốc đã ngay lập tức lấp vào khoảng trống trên thị trường Nga. Ông Thôi Đồng Thụ, Tổng Thư ký Hiệp hội Thông tin Thị trường Xe ô tô Trung Quốc cho biết, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu ô tô của nước này sang Nga đã vượt 370.000 chiếc, tăng 622% so với năm 2022. Nga đã trở thành quốc gia nhập khẩu ô tô lớn nhất của Trung Quốc. Vào tháng 7, ô tô Trung Quốc chiếm gần 80% lượng ô tô nhập khẩu ở Nga. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng xác nhận, Nga là điểm đến lớn nhất của ô tô Trung Quốc trong nửa đầu 2023. Tiếp theo là Mexico, Bỉ, Australia và Anh. Một yếu tố khác thúc đẩy xuất khẩu ô tô Trung Quốc là sự phát triển của dòng xe năng lượng mới. Báo The Economist nhận định, đến nay, Trung Quốc vẫn chưa làm chủ được động cơ đốt trong, loại động cơ có hàng trăm bộ phận chuyển động và rất khó lắp ráp. Nhưng sự xuất hiện của các phương tiện chạy bằng pin, đơn giản hơn về mặt cơ khí và dễ chế tạo hơn, đã giúp họ bắt kịp thế giới. Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành các kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới vào năm 2012 và năm 2021 là những văn bản chiến lược có hệ thống, vạch ra lộ trình công nghệ, mục tiêu phát triển và các lĩnh vực nghiên cứu của ngành. Các khoản trợ cấp và giảm thuế do chính phủ cung cấp từ năm 2009 đã trở thành các biện pháp hỗ trợ quan trọng cho việc phát triển quy mô và ứng dụng các phương tiện năng lượng mới. Đầu tư của chính phủ Trung Quốc vào công nghệ xe điện ước tính trị giá 676 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 100 tỷ đô la Mỹ từ năm 2009 đến 2019, đã đưa nước này lên vị trí dẫn đầu. Ngày nay, xe chạy bằng pin chiếm 1/5 doanh số bán ô tô ở Trung Quốc và 1/3 xuất khẩu. Tại Nhật Bản và Đức, lần lượt chỉ có 4% và 20% sản lượng xuất khẩu là xe điện.
Nhu cầu bảo vệ môi trường và đáp ứng các mục tiêu khí hậu đã khiến người tiêu dùng ở châu Âu và châu Á chuyển sang sử dụng xe năng lượng sạch. Thị trường xuất khẩu chính của xe năng lượng mới Trung Quốc là Tây Âu và Đông Nam Á. Hai năm trở lại đây, các quốc gia Tây và Nam Âu như Bỉ, Tây Ban Nha, Slovenia và Anh đã trở thành điểm sáng xuất khẩu xe năng lượng mới của nước này. Nửa đầu 2023, xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng gấp 17 lần so với cùng kỳ 2022, lên gần 70.000 xe. Lượng xe xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan cũng tăng mạnh. Doanh số bán sang Australia cũng tăng gấp 3 lần, lên hơn 100.000 ô tô. Chắc chắn Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong thị trường xe điện châu Âu và Phần Lan. Công ty phân tích tư vấn KPMG ước tính rằng đến năm 2025, các thương hiệu Trung Quốc sẽ chiếm 15% thị phần ở châu Âu. Đó là một tỷ lệ đáng kể. Thị trường xe năng lượng mới ở Đông Nam Á đang ở giai đoạn sơ khai. Các nước trong khu vực rất coi trọng phát triển xe năng lượng mới, đặc biệt là Thái Lan, đã hỗ trợ thuế nhập khẩu bằng không đối với ô tô điện. Thị trường đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á đã mang lại cho chúng tôi một cơ hội lớn. Tổng cộng trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu 800.000 chiếc xe năng lượng mới, tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 34% tổng lượng xe xuất khẩu. Một phần trong số này là xe của các hãng phương Tây như Tesla, Volvo hay MG. Nhưng phần lớn lượng xe xuất khẩu còn lại là thương hiệu của chính Trung Quốc. Có thể thấy tiềm năng phát triển của ngành sản xuất ô tô Trung Quốc là rất lớn. Hãng tin Caixin dự báo Trung Quốc sẽ giữ vững vị trí là nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong cả năm nay, với tổng sản lượng xuất khẩu từ 4 đến 5 triệu chiếc, trong đó 35% là xe điện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức mà nền kinh tế số 2 thế giới phải đối mặt. Công ty tư vấn Alice Partners ước tính rằng doanh số xe mang nhãn hiệu Trung Quốc bán ra nước ngoài có thể đạt 9 triệu chiếc vào năm 2030, gấp đôi lượng xuất khẩu của Nhật Bản vào năm 2022. Mặc dù những thương hiệu nội địa này vẫn còn tương đối xa lạ ở phương Tây, những chiếc xe này thường có giá rẻ. Trung bình các xe sản xuất tại Trung Quốc có giá chỉ bằng 40% xe sản xuất tại Đức. Do đó, xe Trung Quốc đã trở nên phổ biến ở các thị trường đang phát triển. Tuy nhiên, vẫn có thách thức cho xe hơi Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô điện nước này có thể đạt được doanh thu lớn, nhưng rất ít có lời. Ngành công nghiệp này đang được duy trì bằng các khoản trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc. Gần đây, sau khi tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại, gói trợ cấp đã tiếp tục được gia hạn. Tuy nhiên, trợ cấp có thể không duy trì lâu dài. Đó là chưa kể đến một số rào cản pháp lý. Ví dụ hồi tháng 5, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch trợ cấp cho người mua xe điện mới được sản xuất tại châu Âu, một động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm giúp ngành công nghiệp ô tô của khu vực chống lại mối đe dọa từ việc nhập khẩu xe điện giá rẻ của Trung Quốc. Một thách thức lớn khác là từ Mỹ. Tháng 8 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thông qua đạo luật giảm lạm phát, bao gồm một điều khoản cho phép người mua được hưởng ưu đãi thuế lên tới 7.500 đô la Mỹ đối với xe điện được lắp ráp ở Bắc Mỹ. Theo ông Takaki Nakanishi, giám đốc công ty nghiên cứu Nakanishi có trụ sở tại Nhật Bản, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không nên quá chủ quan bởi cuộc cạnh tranh toàn cầu về xe điện vẫn đang ở giai đoạn đầu. Ông Nakanishi khuyến nghị họ cần tập trung vào việc xây dựng mạng lưới dịch vụ sau bán hàng ổn định tại các thị trường nước ngoài. Giờ đây, ô tô sản xuất từ Trung Quốc đã hiện diện trên toàn cầu, đặc biệt là mảng xe điện và xe năng lượng mới, đưa Trung Quốc trở thành một đối thủ đáng gờm trên thị trường ô tô thế giới. Dù còn nhiều thách thức trong tương lai, nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc là điểm sáng trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chững lại. Quý vị thân mến, Thượng Hải, thành phố không ngủ, không chỉ nổi tiếng là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu của ngành ô tô Trung Quốc, nơi tọa lạc của những siêu nhà máy và siêu hải cảng hoạt động ngày đêm không nghỉ, mà còn được biết đến là một trong những điểm đến hấp dẫn dành cho du khách. Đến với Thượng Hải, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời hiện đại, những con phố sầm uất cùng với con người thân thiện và ẩm thực độc đáo. Những hình ảnh về thành phố sơ động này sẽ khép lại bản tin nhìn ra thế giới của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai. Nằm bên bờ biển phía đông Trung Quốc, Thượng Hải tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ. Thành phố đông dân nhất Trung Quốc này là một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn khám phá sự đa dạng và sự phát triển không ngừng của Trung Quốc. Xuất phát là một làng chài hẻo lánh, Thượng Hải đã từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ ba thế giới, chỉ xếp sau New York và London, và là trung tâm thương mại lớn nhất viễn đông của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thành phố Thượng Hải ngày nay có hải cảng sầm uất nhất thế giới,
hơn cả cảng Singapore và cảng Rotterdam, Hà Lan. Các khu nhà chọc trời và cuộc sống đô thị sôi động của Thượng Hải luôn là biểu tượng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc. Tháp truyền hình Minh Châu, Tháp Thượng Hải hay Trung tâm Tài chính Thượng Hải đều là những tòa kiến trúc cao hàng đầu thế giới. Nơi đây cũng lưu giữ nhiều di tích lịch sử đậm nét văn hóa độc đáo như Vườn Dự Viên hay Chùa Phật Ngọc, mang trong mình vẻ đẹp cổ điển của Trung Quốc. Cũng không thể không nhắc đến Bến Thượng Hải, địa danh nổi tiếng đã đi vào nhiều tác phẩm thi ca và phim truyện nổi tiếng. Ngoài ra, Thượng Hải còn có một sức hút đặc biệt đối với những người yêu thích mua sắm và ẩm thực. Khắp các phố phường, các trung tâm thương mại và khu chợ truyền thống lớn nhỏ tấp nập những thương hiệu quốc tế và sản phẩm độc đáo của Trung Quốc. Du khách có thể thỏa sức khám phá hương vị độc đáo của nền ẩm thực Trung Hoa, từ các món ăn đường phố như trà trứng, bánh bao cho đến sân hào hải vị như bào ngư, vi cá. Thượng Hải không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một cửa sổ để khám phá sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa truyền thống và sự hiện đại đầy ấn tượng, Thượng Hải thực sự là một hòn ngọc rực rỡ mà du khách không thể bỏ lỡ.